hồi mới đi tập thể dục về mồ hôi dễ nhảy, mà bước ra cái nóng của Sài Gòn nó tát vô mặt luôn. Cho nên bây giờ sẽ có một cái làm sao để mà đi theo cái quy trình để mình hạn chế cái đường vã nhờn ha. Trước tiên thì Hồng khi đi tập thể dục thì mọi người thấy Hồng sẽ không xài hết ngoài cái dưỡng ẩm nhanh thôi. Tại vì lúc đó mình chảy mồ hôi ra thì mình cần một cái lớp dưỡng ẩm để mình bảo vệ, mình không có để cho mồ hôi mình, tại trong mồ hôi có một cái acid uric thì mình sẽ không có để mất cái sự dưỡng ẩm của mình. Bây giờ thì Hồng sẽ lấy cái sữa rửa mặt mà Hồng yêu thích nhất cái mùa này nè ha mọi người ha. Hồng đã lấy ra sẵn rồi sữa rửa mặt mã số 2082 là màu xanh mà thậm chí còn ghiền từ cái lô hội ra nữa, và xích lắc tiết nữa ha. Hồng lấy một cỡ như vậy nè, rồi sau đó Hồng sẽ để lên đây. Mọi người thấy da mặt mình càng nhờn bao nhiêu thì bạn sẽ thấm nước và bạn tạo bọt bấy nhiêu trên cái phần bạn sát như vậy ha, bạn chà sát như vậy nó tạo nên cái bọt. Mọi người thấy bọt lên nè, đầu bọt lên. Mọi người đánh nó càng nhanh bao nhiêu thì bọt nó sẽ tạo lên bấy nhiêu. Và khi cái bọt này là nó sẽ chuyển hóa axit lactic có trong cái sữa rửa mặt để nó làm sạch cái làn da mình rồi. Như vậy là đủ rồi ha. Sau đó mình tải lên mặt của mình. Mình chà, nhất là mọi người chịu khó nè, dùng mũi của mình là vùng chữ T của mình, là cái chỗ tuyến vã nhờn mình nó ra hạt, nó hoạt động nhiều nhất vô cái mùa này. Rồi, nhanh gọn lẹ thôi. Sau đó thì mình rửa lên mặt. Mọi người nhớ là mà Hồng thích cái mùi này lắm, mọi người biết sao không? Tại vì nó thứ nhất là nó thoáng cái da của mình, thứ hai là nghe cái mùi lô hội, thứ ba nữa là có cái mùi nước táo nữa, nước bơm á. Rồi Hồng chỉ cho mọi người một cái tip nha, nếu như bạn nào mà không có sữa rửa mặt nè, sữa rửa mặt cân bằng độ nhờn này, nếu bạn nào chưa có đủ điều kiện mua thì mọi người vẫn có thể lấy cái mặt nạ nước sét ở nhà ha, và mọi người mix với lại cái gel lô hội tự làm ở nhà thì mọi người cũng ra được luôn. Và nếu như mọi người xuyên nữa, mọi người có cái giấm táo mà hôm bữa Hồng chia sẻ mọi người á, ba thứ mix lại thì mọi người có thể ra được cái chai sữa rửa mặt này. Còn nếu như mà bạn nào mà mất công quá thôi thì mua hẳn cái chai này cho nó tiện luôn ha. Thật ra cái chai 200ml này mình xài khá là nhiều. Rồi bây giờ cũng vậy, sau khi rửa mặt xong thì mình sẽ lau khô cái mặt của mình. Và sau khi lau khô thì mọi người biết rồi, đừng có quên ha, đừng có bỏ quên cái nước hoa hồng. Mọi người nhớ nha, sau khi mình rửa mặt rồi thì mình sẽ có nước hoa hồng cân bằng độ nhờn. Hoặc là những bạn nào mà bị nhiều mụn thì mình nên sử dụng nước hoa hồng dành cho da mụn, nhớ nha. Tại vì trong nước hoa hồng dành cho da mụn mình sẽ có nhiều các active để mình hạn chế được cái mụn của mình nó viêm nhiễm. Hồng thì hồng dành cho cân bằng độ nhờn thôi, tại cái mùa này cái mặt của Hồng á dễ rất là, cái tuyến vã nhờn của chữ T rất là dễ bị nhờn thôi đó. Đây là một trong những cái cặp đôi mà Hồng hay dùng nhiều nhất vào cái mùa này luôn. Và sẽ có một cái sản phẩm nữa Hồng chia sẻ với mọi người nhiều lắm. Sau đó thì dĩ nhiên là bây giờ cũng vậy, ngay cả khi mình sử dụng nước hoa hồng rồi thì mình cũng phải lau lại để mình tránh cái tình trạng là da của mình bị lấy ẩm đi ha. Không khí nó sẽ hút cái phần ẩm của mình. Bây giờ da thoáng lắm rồi nè. Hồng hơi bị khoái. Mỗi lần mà làm xong á thì cảm thấy là muốn cân đựng cái da của mình. Rồi cái sản phẩm mà như Hồng nói, da Hồng không có phải là da nhờn, ngày xưa da nhờn, sau đó khi Hồng chăm sóc đúng cách thì ngay cả bây giờ thời tiết nó nóng thì da Hồng vẫn là da hỗn hợp, và cái vùng chữ T Hồng bị khá là ra độ nhờn khá là nhiều. Chia sẻ mọi người một cái kem mà Hồng cho là tác dụng nhanh và ổn nhất, cần siêu luôn nè, để bóc cho mọi người khai trương với mọi người, tại Hồng xài hết cái kia rồi. Đây là cái kem dành cho hạn chế lượng vã nhờn tối đa, dành cho da mụn ha, da mụn hẳn luôn. Hồng lấy phần xíu xíu này thôi. Trong đây thứ nhất là có kẽm đầu tiên ha. Hồng không có sử dụng hết mặt, tại vì da như Hồng nói giờ da Hồng khá bị nhờn vùng chữ T, cho nên Hồng chỉ sử dụng vùng chữ T của mình thôi, mà một chút như vậy thôi nè. Cái mặt của chỗ này của Hồng nó sẽ ráo, thật là ráo, mà Hồng có thể đi ra ngoài đường 3 đến 4 tiếng không bị nhờn, không bị lo lắng gì luôn. Đây là cái mẹ mà Hồng vẫn hay sử dụng, là sau khi Hồng xài rồi chưa có thải xong hết mà nó còn nó thẩm thấu hết trơn rồi, không có miếng nào nhờn luôn, nó hút tới nước như vậy luôn. Nhưng mà ngược lại, Hồng khuyên mọi người nè, nếu như bạn nào mà nhờn hết mặt luôn á thì nên sử dụng kem này, nhớ nha. Còn nếu bạn nào mà chỉ cảm thấy là da mình có hơi độ nhờn chút xíu thì mình chỉ sử dụng vùng chữ T giống như Hồng nè,
kiểu nó ráo tới nỗi là bạn phải tin là cái kem này á, nó hút cái bã nhờn mình tuyệt đối và tối đa luôn. Ngược lại, bạn sử dụng quá lạm dụng thì nó sẽ không có còn tuyến bã nhờn trên da mặt của mình nữa, mà như vậy thì không ổn ha. Mình vẫn phải để cái da mình có một cái lượng lipid để mình nuôi cái lớp màng bảo vệ của mình. Bây giờ thì da hồng rất là thoáng, và sau khi thoáng xong rồi mình chữ T thì những vùng khác mình phải dưỡng cho nó sáng sủa mà nó phải thẩm thấu nữa chứ. Hồng sẽ sử dụng kem primer. Yeah. Hồi nãy là mình trên vùng chữ T rồi ha, mình sẽ sử dụng trên những vùng còn lại thôi. Rồi, như vậy là đây là cái routine, sau đó thì Hồng sẽ có cái chống nắng. Nhưng mà tại vì Hồng mới đi tập thể dục về, lúc này là 6 giờ chiều, 7 giờ chiều rồi, đâu có cần kem chống nắng chi. Như đây thôi là Hồng đã thoải mái, Hồng để da của mình tới 9, 10 giờ đêm mà không có sợ cái gì luôn, không có sợ nhờ gì hết. Tại cái mùa nóng bức này ở Sài Gòn và cũng ở Hà Nội luôn, giúp cho mọi người có làn da không bị bóng nhảy, không có bị nhờ, và dĩ nhiên là hạn chế được cái mụn luôn ha. Chúc cho mọi người có làn da như ý nha. Chào bye bye mọi người.